Xin chào các bạn, thì chúng ta sẽ tiếp tục làm một số bài tập của cái phần là Section 1 của Unit 2. Thì ở đây chúng ta sẽ có một dạng bài tập là nhận dạng cái cách phát âm khác. Thứ nhất là cái number 12, mình có là human âm yêu ha. Ở đây là trust âm á đó. Giống như cái mái nhà đó ha. Trust thì multicultural and publication. Vậy thì chúng ta sẽ thấy là cái thằng khác sẽ là âm yêu, human ha, human. Chúng ta đọc lại ha. Human, sorry, human, trusty, multicultural, publication. Chúng ta có number 13, chúng ta có câu A. Ở đây âm D được đọc thành âm ch, education, chứ không phải là education ha, education. Và number B, we have graduation, cũng là âm ch. Và C, gradually, cũng là âm ch. Chúng ta chỉ có cái câu D là khác thôi, đó là development, được đọc thành âm D ha. Development. Ok, education, graduation, gradually, and development. 14, vậy chữ H này chúng ta sẽ đọc là harbor. B chúng ta đọc là, chúng ta không đọc âm H ha, chúng ta đọc là honesty. C chúng ta đọc là H, human races. Và câu D chúng ta đọc là horror. Như vậy đáp án của chúng ta sẽ là câu honesty. Number 15, chúng ta có cái chữ là EA, thì chỗ này chúng ta sẽ đọc thành âm E, features. B đọc là letter, đây là âm E ha. C là treatment và D là peaceful. Vậy đáp án của chúng ta vẫn là câu câu D. À, câu D. À, các bạn đọc lại ha. Features, letter, treatment, peacefully. Number 16, chúng ta có cái chữ A. Chữ A chúng ta đọc là natural. Âm A, A giống bẹt môi đó. Natural, intonation ha. Intonation là âm A, botanical là âm A và attraction là âm A. Chỉ có này là âm A thôi, cho nên chúng ta chọn là intonation. Natural, intonation, botanical, attraction. Và tiếp theo chúng ta sẽ sang cái phần là dấu nhấn. Ở đây chúng ta có hai âm, đó là chest, sorry. Ở đây chúng ta có chữ là chest và t. Chest t. Vậy chúng ta sẽ nhấn âm 1 ha, chest t. Và ở đây chúng ta có chữ harbor, nhấn âm 1 luôn. Feature cũng là âm 1 và locate nhấn âm 2. Cho nên đáp án chúng ta chọn là câu D. Ha, làm này cho nha. 18, chúng ta có là educational âm 3, multicultural âm 3, authenticity là âm 3 luôn, organization là âm 4. Vậy đáp án của chúng ta là câu D luôn ha. 19, ta có botanical âm 2, educate, ta có preserve, ta có participate, educate là âm 1, cho nên đáp án của chúng ta là câu B ha. Botanical, educate, preserve, participate. Number 20, chúng ta có chữ racism âm 1 ha. Chronological, sorry, chronology, đó là sự sắp xếp theo thời gian, theo trình tự thời gian. Activity, và chúng ta có memorable. Vậy đáp án của chúng ta là racism. Các bạn đọc lại ha. Racism, chronology, activity, memorable. Number 21, we have metropolitan, vậy là âm 3. Chronological là âm 3 luôn. Attractiveness là âm 2 ha. Destination là âm 3. Như vậy thì chúng ta sẽ chọn đáp án C. Chúng ta đọc là metropolitan, chronological, attractiveness, destination. Chúng ta sang cái phần biến đổi các cái dạng từ word formation. Ở đây chúng ta có chữ race. Race nghĩa là cái chủng tộc. Vậy là separates people from each other, nó làm cho người ta chia rẽ lẫn nhau.
unity, chia rẽ khỏi sự đoàn kết, and mutual love between humans and humans, và tình yêu thương lẫn nhau giữa con người với con người. Như vậy ở đây chúng ta sẽ có cái chữ là sự phân biệt chủng tộc á, là racism. Racism, separate people. Although we are different from races, skin colors, nations and territory, we are all humans. Mặc dù chúng ta khác nhau về sắc tộc, màu da, cái quốc gia và lãnh thổ, we are all humans. Chúng ta đều là con người. Have the same red blood, đều có dòng máu đỏ. Running in our bodies, chảy trong thân thể chúng ta. And expect love, sympathy and respect. Và luôn kỳ vọng sự yêu thương, sự đồng cảm và tôn trọng. The major purposes of these activities, chúng ta có cái chữ activity ha, là những cái hoạt động gì đó. Đây, những cái hoạt động. Như vậy, những cái, đây là cụm danh từ nè. Mục đích chính của những cái hoạt động giáo dục này, vậy thì chúng ta sẽ phải cần một tính từ. Như vậy, tính từ của giáo dục là educational. Educational activities. Mục tiêu chính của những hoạt động giáo dục này là để raise students' awareness of reducing the use of plastic bags, là nâng cao nhận thức về việc là cắt giảm việc sử dụng túi ni lông and one-time use bottles, và các cái chai nhựa sử dụng một lần. To protect the city environment, để mà bảo vệ môi trường của thành phố, as well as the whole urban residence health, và cũng như là toàn bộ sức khỏe của người dân đô thị. People in Vietnam highly value, câu 24 ha, người dân ở Việt Nam highly value the role of, rất là đánh giá cao cái vai trò của sự giáo dục ha. Như vậy thì chúng ta cần cái chữ, cần một danh từ là chúng ta có chữ là education ha. Là education, vai trò của giáo dục. Therefore, do đó mà Vietnamese people always bear in their mind, người Việt Nam luôn luôn để trong tâm trí, luôn ghi nhớ đó, the tradition of learning, cái truyền thống học tập, no matter where they live, cho dù là họ sống ở đâu. I'm so proud of being a Vietnamese too, tôi cũng tự hào khi là một người Việt nữa. Number 25, if you want your friend too. Nếu mà bạn muốn những người bạn của bạn tin tưởng bạn, như vậy chỗ này chúng ta phải cần một động từ. Thì động từ của chữ trust này vẫn là trust luôn ha. Ta ghi lại, to trust you, tin tưởng bạn. You must always tell the truth, bạn phải luôn luôn nói sự thật, be honest, thành thật, and never tell lies, và không được nói dối, under any circumstances, trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Number 26, he always looks down on friends from Asian country. Chỗ này thiếu chữ on. Anh ta lúc nào cũng coi thường những người bạn đến từ quốc gia châu Á cả. Anh ta thực sự là một người phân biệt chủng tộc. Và chúng ta có là racist. He's a real racist. Racist là cái người mà phân biệt chủng tộc. I think teachers are responsible for teaching their students knowledge. Tôi nghĩ rằng thầy cô giáo là có nhiệm vụ ha, dạy cho học sinh kiến thức và giáo dục các bạn ấy. Như vậy ở đây chúng ta thấy cái chữ teaching là nó đang sử dụng có trách nhiệm cho cái việc là dạy nè. Dạy, right? Teaching the student knowledge. Và như vậy ở đây chúng ta cũng phải cần một động từ thêm in và giáo dục ha. Vậy chúng ta sẽ sử dụng là educating those to be good people, giáo dục các bạn ấy trở thành những người tốt. Who always think about other people's benefits, và những người này luôn luôn nghĩ đến lợi ích của những người khác. Make more contributions, đóng góp nhiều hơn. And encourage everyone to do good stuff, và khuyến khích người ta làm những cái việc tốt ha. Và đây chữ stuff này không có s. And create a stable and harmonious society, và cũng như tạo ra một xã hội ổn định và hài hòa. Chúng ta sang cái câu cuối cùng là câu 28. Kinzhan province offers visitors with lots of amazing natural features to explore. Tỉnh Kinzhan có cho du khách nhiều
địa điểm cũng như đặc điểm tự nhiên rất là tuyệt vời để khám phá, và những cái địa điểm thu hút du lịch tuyệt đẹp, spectacular tourist attraction ha. Ở đây chúng ta thiếu cái chữ là danh từ attraction. To sightsee, để đi ngắm cảnh, and a wide selection of food to enjoy, và cũng như là một cái sự lựa chọn, nhiều sự lựa chọn về đồ ăn để mà thưởng thức. Why don't you come here for us? Tại sao các bạn không đến đây? Why don't you come here with us? Tại sao các bạn không đến đây cùng với chúng tôi? Thì tới đây là cái phần kết thúc, chúng ta ôn tập lại các cái từ vựng của cái phần section 1 của unit 2. Thì hy vọng rằng nó các bạn sẽ theo dõi và ngày càng cải thiện vốn từ vựng của mình ha. Nếu cảm thấy cái video này hữu ích thì các bạn có thể ấn nút like hoặc là bình luận những cái thắc mắc của các bạn để cho cái video nhận được nhiều sự chú ý hơn và lan tỏa đến nhiều bạn hơn, để các bạn ấy có thể là tiếp cận và cũng như tự học tập ở nhà. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hy vọng sẽ gặp lại các bạn nhé. Bye bye and see you later.